bà hoài vậy? Bà nghĩ sao vậy hả? Bà nói bà đổ bánh xèo xong bà kêu tôi qua ăn mà bây giờ gia đình bà ngồi ăn vậy là sao? À thì đúng là mới đầu cũng tịnh kêu mày á. Nhưng tao làm quật quật cái buổi trời được có một cái, gia đình tao bốn người thôi để được sao tôi kêu về về đi, về về. 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 Trời. Ôi, ăn gì ạ? Ừ, ăn củ sắn á. Trời, củ sắn này mà ăn gì trời? Tại sao? Cái gì vậy? Không biết gì trơn á. Tao đổ bánh xèo mà thì giờ không có cái gì làm nhân, tao lấy cái này ra. Ta chợ mua em má này của tôi. Không có rảnh. Trời, mày để tao nấu nó chiều nay hả? Nấu xong tao hú mày qua ăn. Nhớ nhà. Nhớ nhớ mày. Hứa nhà cả nhà. Ừ. Uy tín nha. Trời, uy tín nhà mà tèo luôn. Món này ngon cực kỳ. Chiều qua nha nha nha. Ừ, nhớ nhà. Vậy là chiều nay mình có bánh xèo ăn rồi. Trời ơi, nóng quá. Má ơi, trời ơi, có thành công à. Trời ơi, tới rồi đây. Nè, đã chưa, hấp dẫn chưa? Ủa má, bánh xèo gì mà xanh lè, xanh lét vậy? Từ đó giờ người ta làm bột nghệ. Cái này hả, mẹ học trên mạng, mẹ thấy người ta bỏ bột trà xanh á. Đâu, bây giờ ăn thử đi. Trời, biết ăn được thôi. Thôi ba, khoan. Thôi, em ăn trước đi, ăn thử đi. Thử rồi. Cái gì vậy, cha mày chưa ăn mà đồ cho vợ mày ăn. Thì à, cho ba ăn cái gì. Nè, ba ăn trước đi ba, ba ăn trước đi. Thử đi, nhanh lên. Ngon. Thôi mà giòn mắt. Ngon nữa. Thấy chưa, tao nói mà. Không ăn á sao biết không ngon. Ăn rồi mới biết nó ngon tới cỡ nào. Ngon. Cái gì vậy? Quay vậy? Bà nghĩ sao vậy hả? Bà nói bà đổ bánh xèo xong bà kêu tôi qua ăn mà bây giờ gia đình bà ngồi ăn vậy là sao? À thì đúng là mới đầu cũng tịnh kêu mày á. Nhưng tao làm quật quật cái buổi trời được có một cái, gia đình tao bốn người thôi để được sao tôi kêu về về đi, về đi. Về đi. Trời ơi. Trời ơi, thì bây giờ gia đình bà nửa cái, tôi nửa cái. Trời ơi. Đủ rồi nha. Có mấy miếng à cũng trắng à. Mà đầu nửa cái. Cái chuyện đó là của gia đình mấy người ha. Bây giờ không có nói nhiều. Tới chị à. Trời ơi. Yeah.